Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội cùng với cô anh chị Hồ Quang. Một lần nữa, quý vị hãy gọi vào số điện thoại đang hiển thị trên màn ảnh TV của quý vị để gửi những câu hỏi của mình đến cho cô anh chị Hồ Quang khi mà chúng ta đang thực hiện trực tiếp chương trình này. Và đây là phần cuối cùng, rất mong quý vị sẽ tham gia cùng với chúng tôi. Dư Khang và cô anh chị Hồ Quang xin được gửi lời chào đến với vị khán giả đang chờ trên đường line điện thoại. Và trước khi mời vị khán giả này đặt câu hỏi với chúng tôi thì Dư Khang cũng xin nhắc quý vị có thể là tránh xa cái TV hoặc là chúng ta vặn nhỏ cái TV lại để mà tránh cái tiếng vang dội lại. Ở đây thì Dư Khang và cô anh chị Hồ Quang rất là khó nghe những câu hỏi của quý vị gửi đến cho chúng tôi. Còn bây giờ thì xin được chào và xin mời quý vị đặt câu hỏi. Dạ, tôi là Trần Hà, tôi xin hỏi bà Hồ Quang và chờ một câu hỏi là tôi có cái Medicare Part A và Part B, nhưng mà tôi có thể apply được cái Medicaid nó cover cái copay được không thưa bà? Mà số tiền lương hồi hương của tôi là khoảng bao nhiêu quý vị để qualify để apply cái Medicaid thì bà cho tôi biết ạ. Dạ thưa ông, hiện nay Medicaid á là một cái chương trình trợ giúp y tế đi song song với cái trợ cấp lợi tức bổ sung SSI. Hiện nay cái chi phiếu SSI tối đa cho một cá nhân là 733 đồng và SSI cho một đôi vợ chồng là 1.100 đồng. Thì nếu cái số hưu của ông đó, số hưu mà retirement benefit ít hơn cái số tiền này, và nếu mà ông là một người độc thân có tài sản ít hơn 2.000, nếu ông là người có gia đình tài sản ít hơn 3.000, thì bước 1 là ông xin cái SSI. Một khi được SSI thì ông sẽ được hưởng Medicaid, và trong trường hợp được hưởng cả Medicare và Medicaid thì những gì Medicare không đóng, chính quyền của tiểu bang qua chương trình Medicaid sẽ giúp cho ông trả cái phần sai biệt đó. Từ vì tôi cái lương, cái tiền lương của tôi là 1 tháng 920 đồng. Mà ông có vợ không? Dạ không, độc thân mà. Ok, thế thì cũng tốt. À, không phải tốt là tại vì tôi nói ông tốt là không có vợ nha. Tôi chỉ nói tốt là với một người độc thân mà có cái tiền hưu là 920 là ông mang về hay là trước khi trừ cái Medicare? Trước khi trừ Medicare mà. Ồ, thấy thì càng tốt hơn. Như thế này nhá, những vị mà có cái tiền hưu cao hơn cái mức SSI nhưng mà cũng cao, mà cao nửa vời đó, thì ông thì thuộc là loại cao nửa vời thật sự rồi đó. Thì chính phủ có cái chương trình gọi là Medicare Saving Program nhằm giúp cho những người có Medicare mà cái số hưu bổng là hơi cao hơn cái SSI một chút mà lại không có quá cao, đi đủ cho mình chi phí một cách thoải mái những cái chi phí về y tế. Thì với cái chương trình Medicare Saving Program, cái guideline, cái mức cho phép về thu nhập và tài sản có phần rộng rãi hơn. Ông có quyền có tới 1.000 đồng một tháng mà ông mới có 920 đồng. Thì là ông ok về mặt thu nhập. Cho tôi hỏi lé một chút nha. Tài sản của ông có trên 7.000 đồng cất trong nhà băng không? Dạ không, thưa bà, không có. À, nếu không có cũng tốt luôn. Là như vậy ông hội đủ điều kiện để tham gia vào chương trình Medicare Saving Program. Thì với cái chương trình này, chính phủ sẽ giúp cho ông trả cái 20% cái tiền mà ông phải đóng mỗi khi đi đến văn phòng bác sĩ điều trị. Cái 114.90 đồng đó, chính phủ cũng giúp cho ông trả hàng tháng luôn. Rồi tiền deductible chính phủ cũng trả. Khi ông vào bệnh viện, nếu có phải đóng cái benefit deductible, chương trình Medicare Saving Program cũng lo lắng cho ông luôn. Và song song đó, với chương trình Medicare, ông cũng được mua thuốc một cách rất là dễ dàng, giá rất là phải chăng, chỉ phải đóng có 2.6 đồng một toa thuốc thường và 6.3 đồng một toa thuốc hiệu. Thế là vui, câu chuyện vui đầu năm rồi nha. Dạ, vậy thưa bà làm sao để tôi bắt tay được cái chương trình Medicare program đối với chính phủ? Dạ, ông có sử dụng Internet không nè?
Dạ tôi có internet ạ. Nghĩa là cũng có lên rồi email chat mấy ông già trên forum rồi nữa phải không? Ok, thì như vậy nhá, vào trong cái trang mạng Google, rồi ông đánh cái chữ Medicare Saving Program của Texas thì sẽ có cái số điện thoại để ông liên lạc nhá. Medicare Program, ok. Dạ. Dạ, cái thủ tục rất là đơn giản nha. Tôi đúng với vậy các bạn. Để tôi hỏi bà một cái câu nữa là tôi cũng có đi làm một tham mà làm rất có lẽ khi mình làm một ngành chỉ có 2 tiếng đồng hồ á thì một tháng mình khoảng được 200 nữa thôi, là cái đó tôi vẫn còn qualify làm được không? Cái thôi, nếu mình có được thêm cái trăm mấy của cái bồi hoàn Medicare thì ông nên suy nghĩ lại nhá. Là tại vì nếu mà ông làm thêm 200 một tháng thì cái lương của ông nó sẽ lên tới 1.120 đồng. Thì nó lên có một chút xí thôi mà nó trật quẻ mình cái kia, thì ông nên suy nghĩ lại nhá. Ok, cảm ơn bà, tôi dạ. Hiểu ý bà. Dạ, dạ, thì cảm ơn ông đã gọi vào. Dạ, cảm ơn bà, cảm ơn Khang ạ. Dạ vâng, dạ cảm ơn chú rất nhiều và hy vọng chú apply cho chương trình một cách dễ dàng và thành công chú nha. Và bây giờ xin được phép mời một vị khán giả tiếp theo. Xin được gửi lời chào và xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello. Dạ chúng tôi nghe đây ạ. Phải tôi không? Dạ phải đó. Chào chị Hồ Quang, chào chú Dạ chú Khang, dạ xin chào. Chị Hồ Quang, em 3 tháng nữa em lên 65 tuổi. Thì em có thể biết làm sao vô thông máy xin xã hội không chị? Dạ thưa bà, đã có lãnh tiền hưu non chưa? Dạ không, em lãnh tiền SSI. Dạ lãnh, nếu lãnh SSI thì một tháng trước sinh nhật của bà đó thì bà cũng có thể đến văn phòng an sinh xã hội để xin ra tôi có SSI thì tôi có Medicaid, nay tôi bước vào tuổi 65, xin cho tôi ghi danh thêm vào chương trình Medicare nha. Là đủ 65 tuổi rồi mới lên xin hả chị? Dạ trước 65 tuổi đi xin được rồi. Cái ngày 65 thì để dành đề là để 65 thì tháng 5 em lên được chưa? Dạ thưa được rồi, dạ thưa được rồi. Cảm ơn cô đã gọi vào cho chương trình. Dạ vâng. Dư Khang và cô anh chị Hồ Quang xin được mời một vị khán giả tiếp theo. Xin được gửi lời chào. Alo, cho tôi hỏi thắc mắc là cái tôi có cái SSI, tôi có cái Medicare rồi, bây giờ tôi muốn xin QMP á, nhưng mà cái QMP của tôi á là cái lương tôi có 804 thôi, nhưng mà cái tài sản nó tính thế nào cô? Với lại cái tài sản là tôi có cái xe tôi đang trả đó, đang trả góp cái xe đó, cái xe tôi mới mua đó, nó có tính vào trong cái tài sản nó có? Dạ thưa ông, chương trình Medicare Saving Program có cái quy định về mức tài sản tương đối rộng rãi như tôi thưa hồi nãy. Một người có quyền có tới 7.000. Thì những gì được gọi là tài sản? Đó là tiền mình để trong ngân hàng, tiền mình để trong những cái quỹ tiết kiệm, tiền mình giấu dưới gối, tiền mình giấu trong hũ gạo. Những cái gì mà có thể chuyển đổi thành tiền thì được tính là tài sản. Tuy nhiên cũng có những thứ mà người ta không tính là tài sản, là căn nhà mình đang ở và phương tiện di chuyển mà mình đang sử dụng để đi lại. Cái phương tiện di chuyển nói một cách nôm na thì thường ở đây đó thì mình di chuyển bằng xe hơi. Cái đó là cái phương tiện thông thường nhất, trừ phi là ông sang trọng hơn, ông có vừa chiếc xe hơi để đi xa xa, ông có cái chiếc xe motorcycle để đi gần gần thì người ta sẽ miễn cái chiếc xe có giá trị cao hơn, cái chiếc xe đầu tiên mà có giá trị cao hơn. Còn thí dụ như chiếc motorcycle trị giá là 10.000 thì cái 10.000 cái giá trị thị trường của motorcycle sẽ bị tính là tài sản của ông. Ok, tôi chỉ hỏi cô là xin lỗi cô, tôi chỉ hỏi cô là cái xe tôi đang trả góp á thì tôi có tính mua cái tài sản không ạ? Thì tôi nói là nếu mà chiếc xe đó là cái phương tiện di chuyển đầu tiên của ông thì người ta không tính. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ thì cảm ơn ông nha. Dạ, cảm ơn tôi nha. Dạ vâng, và thưa quý vị,
thời gian của chương trình cũng không còn nữa, nên có thể là cho phép Duy Khang cùng với cô Angie Hồ Quang sẽ được tạm ngừng chương trình tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã gọi vào tham gia với chương trình trực tiếp những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, và cũng rất cảm ơn cô Angie Hồ Quang Dạ, đã đến với chương trình và giúp đỡ quý vị đồng hương trả lời những câu hỏi rất là trọn vẹn với cô. Dạ, cảm ơn Duy Khang đã điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã tham gia một cách rất là tích cực. Và chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Xin được lại chào quý vị.